Hello anh em ha. Hôm nay là ngày 22 tháng 10, sáng thứ bảy ha. Em lên top 3 em chống cháp bơ chà nữa nha anh em. Ba này khoảng tầm hơn 3 tháng một chút nha. Tầm cái 2 con rồi đó. Mốt cái 2 gì đó ha. Rồi cái này ba chống luôn nha anh em. Hai con đen này là do nó cái màu ô nó nhiều quá nên nhìn nó giống như gà mái nha, nhưng mà thật ra hai con này là trống hết nha. Đó, có hơi mã mã chút ha. Mấy con này chặng tầm từ 2 ký 8 tới 3 ký, hơn 3 ký nha anh em, tùy anh em nuôi ha. Dinh dưỡng mồi màng cho nó tốt vô là nó lớn ký lắm. Hiện cái này anh em nuôi nhốt trong cái ký chút là nuôi cũng dễ lắm rồi, không có khó nữa. Nhưng mà dòng giáp, nói chung dòng giáp là nuôi dễ nhất, mà dễ hơn ASIU với lại Mỹ nhiều nha. Rồi ba con này thì em để giá là 2,5 triệu nha, bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn. Nuôi ba con trống luôn, thử bộ trời coi nó làm sao ha. Ô ha, hai con trước clip mình nhìn nó màu ô không ô luôn á, nó giống như con gà mà trong cái clip sổ mà bữa em sổ cho anh em xem ở bên Zalo á, giáp bơ chà, cái màu nó y hệt vậy luôn á. Lớn thì anh em ưa thì em để mỏng, không ưa thì anh em lắc cái mỏng đi ha, mặt đẹp lắm đó, dáng cơ bắp cân lực ha. Rồi ai comment thì alo em. Ba em này em để giá nhanh gọn lẹ là 2,5 triệu nha, bao ship tất cả một mình cho anh em. Con que nghệ trước mặt anh em là con nó chắc chắn là khoảng tầm 3 kg, hơn 3 kg gì đó, dáng nó cao dữ lắm, cao. Rồi ai comment thì alo em ha, số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em. Chào anh em.